Rồi, xin chào các bạn, lại tôi Cao Trung Hiếu đây. Ngày hôm nay tôi lắp đặt một cái bộ máy tính tiền cho quán pizza, một quán pizza tại quận 9 cũ và nay là thành phố Thủ Đức. Quán đang chuẩn bị để ngày mai khai trương. Rồi, tôi sẽ tiến vào cái không gian của quán. Quán pizza Hưng Thịnh nằm tại số 279 đường Nguyễn Văn Tăng, quận 9 cũ và nay là thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái đường Nguyễn Văn Tăng. Rồi, quán đang trong cái giai đoạn gọi là chuẩn bị cuối cùng để ngày mai sẽ khai trương. Theo thông tin của cái băng rôn kia là ngày mai khai trương sẽ có cái chương trình là tặng giờ cho khách hàng khi đến chơi với Hưng Thịnh Pizza. Rồi, tôi tiến vào không gian của quán nhé. Đây là không gian ở phía trước quán. Phía trước thì có một cái sân rất là rộng rãi để có thể để xe. Chiếc xe ô tô của Vinshop thì tôi để ở đây. Rồi, tôi tiến vào không gian. Cái điều đặc biệt là trong ngày hôm nay tôi lắp đặt phần mềm hướng dẫn và triển khai để với hôm nay bạn Thu Ngân có thể vận dụng vào thực tế những giai đoạn chuẩn bị. Quầy Thu Ngân sẽ được đặt ở đây. Nếu các bạn có nhu cầu lắp đặt bộ máy tính tiền dành cho quán pizza thì liên hệ với tôi qua số hotline 0906 799 838. Dân trí shop nhận lắp đặt trên toàn quốc. Chúc các bạn kinh doanh ngày càng thành công. Chào các bạn. Tôi giới thiệu với các bạn về cái máy POS tính tiền bằng cảm ứng của Dân trí shop. Có một số người nói với tôi rằng là tại sao cái máy POS của Dân trí shop lại đắt hơn so với một số cái phần mềm nổi tiếng trên thị trường. Vì những cái máy POS phần mềm nổi tiếng trên thị trường thì có giá vài ba triệu, và thậm chí có nơi còn mua phần mềm làm cái máy POS. Thì tôi cũng chia sẻ một vài điểm về cái máy POS và hệ cảm ứng của những shop. Cái thứ nhất là cái máy POS này là hàng chính hãng của hãng Sennheiser. Cái thứ hai là về mặt cấu hình của cái máy POS này. Máy POS của những shop sử dụng hệ điều hành Windows. Vì sử dụng hệ điều hành Windows cho nên có thể cài được Word, Excel và các phần mềm phổ biến của Windows. Cái tiếp theo nữa đó là cái cấu hình của máy. Thì máy của Dân trí shop thì sử dụng là con chip là Core i5 hoặc là Core i3. RAM thì từ 4GB cho đến 8GB. Cho nên là máy rất là nhanh, rất là ổn định. Còn các cái máy mà giá rẻ trên thị trường thì phần lớn là có cấu hình thấp. Thông thường chỉ sử dụng RAM 2GB, đĩa cứng đâu đó 16GB hoặc là 32GB. Trong khi đó cái ổ cứng của Dân trí shop là sử dụng cái ổ cứng SSD 240GB, hoặc là cấu hình thấp hơn là 128GB. Máy POS mà bán hàng cảm ứng mà giá rẻ thì sử dụng cái hệ điều hành Android, cho nên là chắc chắn là các bạn sẽ không sử dụng được Word, Excel. Dĩ nhiên những cái dòng máy đó thì phần lớn là những dòng máy OEM, tức là người Việt mình qua Trung Quốc thuê thực hiện theo cái nhu cầu với một cái mức giá rất là rẻ. Và đây là cái máy POS của Dân trí shop mà tôi triển khai cho một cái quán pizza, máy POS, main deal và một cái main bếp rất là xa ở kia.